chưa biết được bây giờ đâu còn ở Trà Vinh. Mời anh nói gì? La mũi cho thằng Hiếu ơi. Ăn mũi luôn đây. Cái này nghe mà nếu mà đi chơi y bà ấy là dọc xong lên suối tắm là đã lắm. Khắp suối là tắm đã rồi. Con chơi gì á? Con đứng cho em đũa cốt lại ạ. Cười. Ê đứng im cho em nó đũa cốt lại chứ. Bánh quy đã tới rồi. Bánh quy đã tới rồi. Ồ bánh quy kìa, có bánh quy kìa. Quy tới được. Ồ. Muốn quy gì á? À giỡn đó, chị là bánh quy kìa, chị giỡn đó. Đó bánh quy đó. Bánh quy bằng cót đó. Ê Hiếu không bông. Hiếu không bông trúng mét. No. Hiếu ơi, cô lo nghe, Dượng lo nghe.